Xin chào các bác và chào mừng các bác trở lại với kênh Thái Đồ Đồng. Thì không phải ngẫu nhiên mà đồng là kim loại gần như là duy nhất được lựa chọn để sản xuất hàng loạt đồ thờ cúng. Và việc lựa chọn kim loại đồng cho đồ thờ cúng liên quan trực tiếp đến các yếu tố văn hóa, tâm linh và tính chất đặc biệt của kim loại đồng. Và sau đây sẽ là một số lý do đồ thờ cúng thường được đúc hoàn toàn từ đồng. Thứ nhất, đồng là một kim loại bền theo năm tháng, có tính chất dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Không chỉ có độ bền cao mà còn là một hình tượng hóa về sự kết nối, như là truyền đạt năng lượng tích cực cho gia chủ. Thứ hai, theo quan niệm của các cụ ngày xưa thì đồng được coi là một kim loại mang lại sự may mắn và bảo vệ cho gia đình. Do đó khi sử dụng đồng trong đồ thờ cúng thì gia chủ hy vọng rằng đồ thờ cúng bằng đồng sẽ kích hoạt tính chất thiêng liêng và bảo vệ cho không gian thờ. Thứ ba, đồng vàng và đồng cắp túc thì sẽ có màu vàng sắc ánh xanh óng ánh, mang lại một không gian thờ tự sang trọng. Ngược lại, đối với đồng vàng màu hút nâu và đồng đỏ thì lại có một cái màu sắc trầm ấm, đem lại một không gian thờ tự cổ kính trang nghiêm. Và với hai cái trường phái này thì sẽ khiến cho đồ thờ cúng bằng đồng là một sự lựa chọn phong phú và đẹp mắt. Thứ tư, đồng là một kim loại dễ dàng chế tác. Điều này thì sẽ giúp cho những người thợ có thể tạo ra các sản phẩm thờ cúng đa dạng với chi tiết phức tạp, do là được làm thủ công với sự chăm chút đến từng chi tiết. Cuối cùng, thứ năm, đồng thì có tính chất chống ăn mòn. Điều này giúp đảm bảo cả những cái vật phẩm đồ thờ cúng bằng đồng thì sẽ giữ được vẻ đẹp, tính chất linh thiêng qua năm tháng. Và với năm lý do mà em đã trình bày ở trên thì đều là một cái lý do yếu tố quan trọng khi mà các bác lựa chọn đồ thờ cúng. Và chắc chắn các bác đã cùng em có một cái câu trả lời tại sao đồng lại là lựa chọn số 1 khi mà lựa chọn đồ thờ cúng. Và các bác đang muốn tìm hiểu cũng như là giao lưu đồ thờ cúng bằng đồng thì các bác hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp để em có thể tư vấn qua hotline, nhắn tin qua Zalo 0836173950 để được em giao lưu trực tiếp từ mẫu mã đến kích thước. Và em xin phép được dừng video hôm nay tại đây. Nếu như các bác thấy video này ý nghĩa thì các bác có thể để lại một lượt bình luận, một lượt thích hoặc là những lượt chia sẻ tới những người thân. Và em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.